Ngày hôm nay mình sẽ làm cái món xào mướp nha. Món này mình đã nhờ người ta tách đầu ra rồi ha, với lại lấy cái túi mật cả nhà. Giờ mình về mình rút cái phần lá nè, bỏ ha. Rồi bây giờ mình sẽ rửa sạch đó nha. Rồi, một sau khi rửa sạch mình sẽ cắt đôi nó nha các nhà. Rồi, nguyên liệu để mình nấu cái món bột xào mướp nha. Thì nguyên liệu chính là một trái mướp ha, hành, quả quế ha. Bây giờ mình sẽ đi bào cái này trước nha. Tỏi này, chuẩn bị cho mình hai thìa tỏi nè, hành tím ha, đậu hành ha, đậu muỗng đường ha, xíu muối ha, tiêu ha, cần no ha. Cho mình một muỗng nước mắm nha. Cho một chút dầu ăn này. Khi bột nó hơi sang sang bắt đầu mình sẽ cho gia vị vào nha cả nhà.
Rồi sau khi mình nó sang nó thấm gia vị bắt đầu mình sẽ cho mướp vào ha. Cho mình mướp tiêu. Rồi gọn được rồi cả nhà. Đây, đối với mướp thì mình chỉ cần nó cỡ này thôi là ăn còn cái độ giòn ha. Rồi tắt lửa nha. Cho quế với hành vào luôn ha. Đập sạch vào xong rồi. Ok. À, như vậy là hoàn thành cái món mực xào mướp thôi ha. Nhanh gọn đơn giản ha. Nhưng mà có một cái bữa ăn rất là ngon nha cả nhà. Đấy. Mực này giòn sực sực luôn đấy. Rồi cả nhà nếu mà xem kênh thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn ở clip sau.